Thưa quý vị, vừa qua, thì cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed hôm ngày 11 tháng 10 xác nhận ông sẽ tranh cử để bảo vệ ghế nghị sĩ đại diện cho đảo Langkawi mà ông đang giữ. Ông Mahathir sẽ là ứng viên cao tuổi nhất thế giới và từng lo Thủ tướng thứ tư của Malaysia trong giai đoạn 1981 đến 2003 khi ông là lãnh đạo của đảng tổ chức dân tộc Mã Lai Thống Nhất. Cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm 11 tháng 10 xác nhận ông sẽ tranh cử để bảo vệ ghế nghị sĩ đại diện cho đảo Langkawi mà ông đang giữ. Ông Mahathir sẽ là ứng viên lớn tuổi nhất cho vị trí nghị sĩ có nhiệm kỳ 5 năm trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến được Malaysia tổ chức vào tháng tới. Tuy nhiên, ông Mahathir không cho biết liệu ông có thể trở thành thủ tướng trong trường hợp liên minh chính trị của ông giành chiến thắng trong tổng tuyển cử hay không. Chúng tôi chưa quyết định ai sẽ là ứng viên thủ tướng vì vị trí này chỉ phù hợp khi chúng tôi giành chiến thắng. Trước đó hôm 10 tháng 10, Thủ tướng Malaysia đã tuyên bố giải tán Hạ viện, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Phe đối lập và cả một số đảng trong liên minh cầm quyền phản đối động thái này với lý do mưa lớn lụt lội trong mùa mưa, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, an toàn và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sắp tới.